xì cũng bắp. Lớn rồi mà còn chơi ba đồ chơi con nít nữa. Wow, xe này xịn thiệt, giật bánh đầu được luôn. Một triệu 190 ngàn. Ok, nhịn ăn vài bữa, mua luôn. Wow, giao tới cửa luôn. Đây, chơi kìa mày. Lớn rồi mà chơi đồ chơi con nít. Bây giờ người ta chơi xe này nè. Ê, cái gì? Làm thử cái giọng không? Tưởng anh là không có hả? Đợi chút đi. Vậy chứ xe mày mua đâu? Ở Hà Xanh. Thì xe tao cũng mua ở Hà Xanh chứ đâu. Đi. Đi đâu? Mới ngủ luôn vậy. À, quên hát. Ủa, ngủ mới chết. Đồ xe à, không đánh lộn à. Sao giờ chơi gì nè? Đói bụng quá. Hai cái đồ gạn chơi thôi. Được, dứt luôn. Vô. Vô. Một. Hai. Ba. Dễ qua lắm. Qua đi. Vô cụ hả con? Có anh mày nè, về đích luôn. Yeah. Còn biết đi mua nữa. Đi mua vậy? Đi thu lại chứ gì? Tiền. Chết giờ nè đồ tiền. Thua rồi nữa hả? Đợi đi mua đi chứ. Đi. Vô tiền vậy? Qua 20 ngàn bạc đó. Thơm quá. Thơm gì? Thơm mùi nhang.
Thôi, lớn quá. Ăn lẹ đi. Ngon quá. À, hơn miếng ăn. Thôi, gớm quá. Ăn lẹ đi, còn đua nữa nè. Được. Hơn miếng đi. Gớm. Giờ sao? Đua nữa không? Chơi chơi, ngán ai? Mà bây giờ chơi cái gì nè? Bây giờ chơi bắt xác xe luôn nè. Dám chơi không? Chơi không? Không chơi đi về. Dứt mày luôn mày, xảo mày à. Vô. Một. Hai. Ba. Ép nè, ép nè, 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 ép nè. Chạy đi. Ủa anh mày nè. Của em con tóc nào. Sắp tới đó tự nhiên rớt này. Còn non lắm cưng. Coi anh này nè. Về đích nè. Yeah, về đích nè. Anh Cần, ngồi đây đi, để em đi mua nước uống. Ê, đừng đánh trong lãng nào. Ông nước nào gì đây Trân á? Nãy đâu có chơi nước. Xe của mày bây giờ thuộc quyền sở hữu của anh nè. Đưa đó đây. Nè, nghỉ không chơi nữa, đi về. Về đi. Nó chơi mình. Chờ nó đi. Ừ. Anh Cần. Cái gì? Bây giờ đua xe này nè. Dám chưa? Thấy gì chưa? Chắc mày 100 cây chuối luôn đó chưa đó. Mày nẹt bô hả?